chào của chú anh chị đến video tiếp theo của Huyền Thoại. Hiện tại thì Thoại đang ở xóm của Huyền Thoại này của chú anh chị. Thì đám tang cũng vừa sắp sửa ra ngay của chú anh chị, đàn tay cũng sắp sửa ra của chú anh chị. Thì là hai tuần qua thì đó, hai tuần qua cả nhà, thì đàn tay nó cũng bị ra ngay cả nhà đó, cũng nha của chú anh chị. Trong thì có đàn tay nha, tưởng là quan tài sẽ ra ngoài đây. Thì phía bên kia là có hai xe cắt ngay của chú. Đầu phía bên phải là xe tang, phía đó là ra đây ngay cho chú chị. Đội năng quay chia sẻ với chú chị là xe của khán giả của chú chị. Yes.
sao em? Em bỏ xe đúng em. Hãy
mới hơi nhẹ thôi, trên trước nè, chút mực á. Đừng giỡn, xuống đi. Rồi, chạy khách vô. Gia đình mình nè, gia đình mình nè, để đây. Thank you.
xe tăng chạy nha cả nhà. Đây là cổng tư của chú anh chị.
tới cả nhà. Trang đang hướng là cô chú chị. Hiện tại thì tới luôn nha cô chú anh chị. Hiện tại là xe tăng vô lò hỏa táng nha cả nhà. Quàng ra rồi cả nhà. Đây là người nhà của cụ ông ha. Có đây là con trai lớn của chú chị già cả ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
người nhà có một số để tang, một số xả tang ở cả nhà. Bây giờ mời gia đình Tăng Quý mình đứng ở đây, đứng này nghe mày, cứ này nghe mặt này nghe, để cho camera quay vô như này. Kính cẩn nghiêng mình trước thương linh ông Thái Xuân Ứng. Kính thưa Tăng Quyến, thay mặt tập thể cán bộ công nhân viên Đa Phước Viên, xin chân thành gửi đến quý Tăng Quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Và xin cảm ơn quý Tăng Quyến vì đã tin tưởng và sử dụng các dịch vụ của Đa Phước Viên cho thân nhân của mình. Cầu cho thương linh ông Thái Xuân Ứng được thanh thản an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, để tỏ lòng thương tiếc ông. Trân trọng kính mời gia đình và quý vị đến đưa tiễn ông, dành cho ông một phút tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Có cung cấp dịch vụ quay dựng toàn bộ video clip từ lúc xe tang đưa áo quan của ông vào đài lễ. Sau đó quý thầy và gia đình tổ chức nghi lễ cho ông. Sau khi tổ chức tang lễ xong, nhân viên Đa Phước Viên sẽ di chuyển áo quan của ông vào lò phòng chờ hỏa táng. Hỏa táng xong sẽ chuyển qua khâu làm nguội và khâu nhập cốt. Trong những công đoạn diễn tiến như thế, nhân viên có lòng ghép kinh Bát Nhã và kinh Cầu Siêu cho ông. Giá chi phí dịch vụ trọn gói là 1.385.000 đồng. Nếu như gia đình ta cảm thấy có nhu cầu muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng của ông thì gia đình ta đăng ký để chúng tôi phục vụ. Một lần nữa, Trung tâm Hỏa táng Đa Phước Viên xin chân thành chia buồn cùng Tăng Quyến. Thank you.
thế nên là những lời cảm ơn đến bà con lối sớm không ngại những lúc mình đi chợ và cũng không quên cái lời cảm ơn đến các bạn bè đồng nghiệp của anh em chúng tôi ở công ty đã đến để tặng những lời cảm biết nói gì hơn. Cảm ơn mai bán của anh em họ lên từ đây nhận danh và cuối cùng lên mặt đây là người đây ba thành cảm ơn hiện tại thì bà con nó sớm với lại ra dễ trơn cô chú anh chị. Tôi cũng xin khép lại video mong cô chú anh chị ủng hộ like đăng ký nha các bạn nha. Bye cô chú anh chị.